Đấy nha các bác nhá, thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em tiếp tục lên cho toàn thể các bác đó là dòng sản phẩm của vang số Siso phiên bản TB1080. Thì với dòng sản phẩm này thì nói thật sự các bác nó là hàng thương hiệu và hàng đẳng cấp rồi. Em sẽ thử alo cho toàn thể các bác là nghe vào cái tiếng mic nhá các bác nhá, nghe vào cái tiếng mic, và sau nữa thì em sẽ giới thiệu về chi tiết của dòng sản phẩm này để cho toàn thể các bác cùng xem và cũng như là cùng nghe, cùng nắm bắt được. Ok chưa các bác nhá? Hiện tại là bên cửa hàng bên em đang đấu kết hợp với cả dòng sản phẩm vàng này với một bộ mic Beyer thôi. Mic Beyer rất là bình thường, không có gì cả. Đây các bác nhìn này. Lên 1 2 đấy. Khi tín hiệu vào vàng là như thế này nhá. Đây 6 7. Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về. Gọi bờ cát trắng lê thế. Thế 6 7 1 2 4 5 9 10 hết. Đấy. Thì cái dòng sản phẩm vang số Siso bản phiên bản 1080 này thì nó là trong cái dòng sản phẩm là huyền thoại rồi. Đấy, thì không thể nào mà mình không thể nói được với cái dòng chất lượng như này. Thì con này thì em có 3 con. Đấy, nhưng mà một con nó bị mất cái nút này nha các nhá. Nếu mà theo như cái giá tiền ấy, thì em sẽ trừ độc một cái nút này, em sẽ trừ cho toàn thể các bác là vào 200.000 nha các bác nhá. Đấy. Thì còn các cái nút này đây, nguyên bản nguyên zin của nó nha các bác nhá. Nói chung là vận chuyển từ bên kia sang thì mình không thể nào tránh được. Thì con này thì mặt của nó là mặt màu tím nha các bác nhá. Mặt phay nhôm màu tím. Đấy. Thì con này thì kết nối cổng này là kết nối với cả phần mềm nút nguồn ở phía trước, và con này thì mình các bác có thể chỉnh được nhá các bác nhá. Ví dụ nhá, đây em ví dụ cho toàn thể các bác này. Đây ví dụ các bác muốn chỉnh mic nhá các bác nhá. Đây em chỉnh music này, các bác chỉ ấn vào đây cái nó loát này. Đấy, thì nó sẽ hiện ra các cái giải equalizer, được chưa? Các bác muốn chỉnh giải equalizer như thế nào thì các bác chỉnh nhá các bác nhá. Đấy, ví dụ như đây. Đây các bác sẽ hạ cái giải cầm 5 này xuống. Đây ví dụ như chỉnh về các cái thông số này. Các bác có thể dịch chuyển được các bác nhá. Có thể dịch chuyển này, ví dụ như đây em sẽ chỉnh cái này này. Đấy được không? Các bác có thể dịch chuyển được thoải mái này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Dịch chuyển này. Đấy, anh em nhìn quan sát kỹ nhá. Đấy ví dụ như các bác muốn tăng giải gain nó lên này. Đấy, tăng giải gain lên này. Đấy em sẽ tăng dần lên này. Đó. Đây giải gain nó lên này. Đấy các bác muốn bóp lại này. Đó. Bóp lại này. Đấy, nhọn hoắt luôn. Nói chung là con này thì các bác có thể chỉnh bằng tay thoải mái. Đấy là một cái lợi thế của dòng sản phẩm của Siso 1080. Thì con này thì nó cho chúng ta là 8 đường ao ra các bác nhá. 8 đường ao ra. Với dòng sản phẩm này thì nó cho chúng ta là 8 đường ao ra. Được chưa? Đấy, các bác có thể quan sát thấy. Thì con này nó cho có cả cổng quang này, 4 đường mic này. Và hiện tại là cái giá trên thị trường đang bán con này nó phải rơi vào khoảng tầm hơn 4 triệu các bác nhé. Hơn 4 triệu. Đấy. Thì bên cửa hàng bên em ngày hôm nay thì bán cho anh em với giá là chỉ có 4 triệu thôi ạ. 4 triệu một chiếc vang như thế này thôi ạ. Giá rất là rẻ. Chốt vang số Siso TB1080 mà gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em nhé. Chốt vang số Siso TB1080 mà gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em. Giá bán cho anh em 4 triệu một chiếc vang, bao ship này, tặng các bác điều khiển remote đi cùng này. Đấy, bao ship tặng kèm điều khiển remote đi cùng nha các bác nhá. Mua hàng thì gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em. Ok chưa? Rồi kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của anh em. Một lần nữa cảm ơn toàn thể các bác đã chú ý theo dõi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.